Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại huyện Yên Mỹ, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Năm 2019, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, điển hình như phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo. Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như thực hiện chỉ thị số 39 ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động phong trào thi đua với hình thức phong phú hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tích cực giải phóng mặt bằng để đưa các dự án lớn đi vào hoạt động, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung phát huy mọi nguồn lực, động viên kịp thời sự chung sức đồng lòng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Trong đó, chú trọng đổi mới việc thi đua khen thưởng có trọng tâm trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung tháo gỡ nút thắt trong triển khai một số dự án trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa phong trào đi vào chiều sâu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài, quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội. Nhân dịp này, nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, ký giao ước thi đua năm 2020 của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.